treo trên thánh giá vì yêu nhân loại. Ngày đó chính là Giê-xu ngồi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu chết vì trên đôi cánh về Chúa chịu nhung nhiều nắng tan thân mình chỉ vì quên mình đã trên vì yêu, có một người tình hy sinh mang sống vì yêu nhân loại. Người đó chính là Giê-xu ngồi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, chịu trên vì yêu trên đôi cánh về Chúa chịu nhung nhiều nắng vì yêu con. Giê-xu ngài ơi, Giê-xu ngài ơi, ngài yêu con không bỏ không bên, con lấy chi đáp đền ngài đây, xin cho con được mến yêu ngài, yêu anh em như chính mình con, vì có Chúa là có tất cả. Chúa chịu nhung nhiều nắng tan thân mình chỉ vì yêu.